Xin chào mừng anh chị đã trở lại với kênh Bất Động Sản Cúc Tây của Tuyết. Hôm nay thì Tuyết muốn giới thiệu với anh chị về một trong những đặc trưng của thị trấn Tân Trụ, đó chính là phát triển về khu du lịch tâm linh cũng như là khu di tích lịch sử văn hóa của thị trấn Tân Trụ. Trong đó thì Tuyết đang muốn nói đến đó chính là đài tưởng niệm của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hơn 150 năm qua thì vị anh hùng dân tộc vẫn được nhiều thế hệ người dân ghi nhớ. Nhiều sự kiện tưởng niệm ông đã được tổ chức trang trọng trong tháng 10 hàng năm ở nhiều đền thờ cũng như là ngôi đình khắp đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian vừa qua. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có tên gọi là Nguyễn Văn Lịch. Trong nhân gian thường gọi ông một cái tên tôn kính là Cụ Nguyễn. Ông sinh năm 1838 tại làng Bình Nhật, huyện Cụ An, phủ Tân An, ngày nay là xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Gia đình ông thì sống bằng nghề chè lưới trên sông Bến Lức. Gốc gác gia đình của ông là ngư dân ở huyện Phù Cát, Quy Nhơn, Bình Định, và từ thế kỷ trước đã di cư vào Nam để lập nghiệp. Thời còn trẻ thì ông đã giỏi cả văn lẫn võ, nhưng nổi bật nhất vẫn là võ nghệ. Năm 18 tuổi đã tỷ thí với võ đài ở địa phương. Chiến công hiển hách nhất của anh hùng Nguyễn Trung Trực đó chính là sự khéo léo, mưu trí trong việc hóa trang kỳ tập là một trong những đám cưới thế kỷ lịch sử để tiếp cận và đánh bất ngờ đốt cháy tàu chiến của thực dân Pháp tại Vàm Sông Nhật Tảo vào ngày 10 tháng 12 năm 1861. Sau đó thì ông còn lập nhiều chiến công khác khiến thực dân Pháp phải khiếp sợ. Năm 1867 thì ông được phong chức lãnh binh tỉnh Gia Định. Ngày 19 tháng 9 năm 1868 thì cụ Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp bắt. Chiêu hàng nhưng không thể lay chuyển được khí tiết của vị anh hùng nên chúng đã đưa ông vào rạch giá để xử chém vào ngày 27 tháng 10 năm 1868. Dù ông mất nhưng những câu nói bất hủ của ông đã làm lay động lòng người, đó chính là bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Đây là một trong những câu nói ghi dấu ấn lịch sử của cụ Nguyễn Trung Trực trong suốt 150 năm vừa qua. Thật tự hào vì thị trấn Tân Trụ là nơi đặt đài tưởng niệm của cụ Nguyễn Trung Trực trong suốt những năm vừa qua. Thì nơi đây thì các quan chức cấp cao cũng như là các lãnh đạo địa phương khi ghé ngang thị trấn Tân Trụ thì phải ghé thăm và đốt nhang để tỏ lòng biết ơn và kính trọng ông. Trong thời gian sắp tới thì Tân Trụ sẽ hướng đến về du lịch lịch sử tâm linh cũng như là tái hiện lại văn hóa lịch sử của nước ta. Vị trí sông Vàm Cỏ Tây thì rất là tuyệt vời luôn anh chị, thật đáng tự hào về người con của Long An đúng không ạ? Anh chị nào đã lâu lắm không về Tân Trụ có nhớ Tân Trụ không?